Xin chào tất cả mọi người, chắc cũng phải lâu lắm rồi mới có một cái nội dung mà không phải là một cái bài giảng về kỹ năng hay là một cái góc nhìn xã hội. Ngày hôm nay xin làm một cái nội dung để có một cái dịp được bộc bạch và được chia sẻ một cái tâm sự với tất cả các bạn. Cho nên cái nội dung này có thể là đặc biệt đối với những cái khán giả đã gắn bó với cái kênh YouTube của Nguyễn Hữu Trí trong suốt 6-7 năm qua, thì chắc đây sẽ là một cái sự chia sẻ chân tình. Sự việc như sau, đó là cách đây một tuần thì trước khi mà tôi bắt đầu một cái buổi quay thường ngày, mỗi tuần sẽ là cái ngày thứ 6 là cái ngày để mà kênh và cả ekip quay những cái nội dung mới. Thì hôm đó cũng là ngày thứ 6 và tôi cũng chuẩn bị tất cả những cái nội dung, những cái kịch bản để chuẩn bị bước vào cái buổi quay vào buổi chiều. Thì đột nhiên có một cái cảm xúc, và có một, dĩ nhiên có một hai cái việc nho nhỏ xảy ra, nhưng mà cái cảm xúc ngay lúc đó mình cảm thấy rất là mệt mỏi, cảm thấy một cái sự cạn kiệt. Nó ngấm ngầm trong một thời gian rồi, nhưng mà đến cái thời điểm cách đây một tuần thì nó là một cảm xúc rất là đặc biệt, và lâu lâu nó lại đến một lần, giống như là một cái sự nhắc nhở với bản thân mình. Thì tới lúc đó tôi mới hít thở và nhìn lại một cái chặng hành trình thật sự cũng rất là dài rồi, đó là hơn 6 năm làm những cái nội dung ở trên kênh YouTube. Tới giờ là chắc cũng phải hơn 900 cái video clip đã được publish ở trên kênh và được sự theo dõi. Rồi từ cái ngày mà cái kênh chỉ có 1.000, 2.000 subscriber thì tới bây giờ đã có nhiều cái video clip hơn 1 triệu view, và mình có 900 mấy chục ngàn người subscribe và để theo dõi cái kênh. Thì thật sự là một cái hành trình không phải là quá dài, nhưng rõ ràng là không ngắn chút nào. Và cái cảm giác ngày hôm đó là cảm giác thấm mệt. Thì tôi mới làm cái việc mà chắc hẳn là tôi cũng đã chia sẻ với các bạn trong nhiều năm qua, đó là mình chậm lại một nhịp để lắng nghe bản thân của mình và reflect, nhìn lại một cái chặng hành trình rất là dài. Thì tôi nhận ra là bên cạnh rất nhiều những cái điều dễ thương và rất là ý nghĩa mà tôi góp nhặt được trong cái chặng hành trình 6 năm đó, thì cũng có những mất mát. Và cho tới cái ngày thứ 6 tuần trước thì tôi nhận ra là một lần nữa, again, tôi lại đánh mất chính mình. Thôi để quay cái câu chuyện đi ngược lại cái lý do mà chúng ta bắt đầu. Bởi vì người ta luôn nói là bất cứ khi nào mình thấy nản lòng thì hãy tìm lại cái lý do ngày xưa vì sao mình đã bắt đầu một cái chặng hành trình, một cái cuộc phiêu lưu. Thì hơn 6 năm về trước, cái ngày mà tôi bắt tay vào làm những cái nội dung đầu tiên, mà cái chuỗi vlog đó không biết ở đây có bạn khán giả nào vẫn còn ký ức về nó hay không, đó là Hát Thầy Bạch Thầy. Có hai cái lý do lớn. Lý do đầu tiên dĩ nhiên đó là cái tâm sự của một ông thầy. Bởi vì đến năm 2018 thì tôi đã đi dạy được mười mấy năm rồi, và riêng trong cái việc huấn luyện kỹ năng thì tôi đi dạy được 10 năm và có chắc cũng cả gần 20.000 học viên. Thì tôi có một cái tâm sự và một cái mong mỏi rất là lớn ở thời điểm đó, đó là tôi muốn cập nhật phần mềm. Hay là nếu bạn nào có dùng smartphone á, các bạn sẽ biết là khi đó là khi mà các cái điện thoại như là iPhone hay là Android họ cung cấp những cái bản vá lỗi. Bởi vì sau 10 năm và sau rất nhiều những cái thăng trầm, những cái trải nghiệm, những cái
thành công có, những cái vấp ngã và những cái thất bại có, thì tôi tích lũy được nhiều những cái nhận thức, những cái trải nghiệm mới mẻ. Và 10 năm sau tôi mới nhận ra là thôi chết rồi. Cái ngày đó năm 2009, khi mình dạy cho những cái bạn học viên đó, có một cái ý nào đó mình nói chưa có hay, hoặc là có những cái lý thuyết mình chia sẻ nó chưa có thực tế, nó chưa có sát với cái tình hình hiện tại trên thị trường, trong cuộc sống, hoặc đơn giản là nó vẫn còn rất là sách vở. Thậm chí là cũng có những cái chia sẻ mà ngày đó tôi vẫn chưa nhận ra. Mình nói như thế, mình giải thích như thế là chưa có sâu sắc và chưa có đúng. Thì cái mong mỏi ở thời điểm đó là tôi muốn được cập nhật với những cái bạn học trò cũ của mình. Tôi muốn chia sẻ, mà bây giờ họ tứ tán nhiều nơi rồi, họ sống ở nhiều cái quốc gia rồi, họ làm nhiều công việc khác nhau, họ lớn rồi, làm sao liên lạc lại được. Thì cái ấp ủ, cái trăn trở đầu tiên của tôi là của một ông thầy, là tôi muốn được cập nhật những cái nhận thức mới của tôi, những cái cách giải thích gần gũi hơn, nó đúng hơn. Và thậm chí là tôi cũng muốn được có thêm cái cơ hội để giải thích với học viên của mình về cái góc nhìn của tôi và những cái sự việc đang diễn ra ngay xung quanh cuộc sống của chúng ta, để các em đừng có bi quan, hoặc là các em có một cái hiểu đa chiều hơn, thực tế hơn từ cái quan điểm của thầy của mình. Cho nên đó là cái lý do đầu tiên và một lý do rất là quan trọng. Lý do thứ hai là tôi làm cái kênh YouTube và tôi sáng tạo nội dung này là để cho bản thân của tôi. Bởi vì sau 10 năm, mà nếu các bạn biết ai mà có những cái ký ức, đặc biệt là những anh chị mà ngày hôm nay chắc là đi làm rồi, nhưng mà ngày đó tôi có đến trường của các anh chị, ngày anh chị còn là những sinh viên đấy, để làm những cái buổi hội thảo đánh thức thời sinh viên tuyệt vời, thiết kế thời sinh viên tuyệt vời. Thì cho đến năm 2018, nó là 10 năm mà tôi đi diễn thuyết, tôi đến nói chắc là không thể nhớ nổi, đã chắc là phải gần 3-4 ngàn những cái buổi seminar, những cái buổi hội thảo, những cái buổi diễn thuyết, 200, 500, 800, 1000, 3000 người. Thì tôi nói chuyện nhiều lắm. Thì tới lúc đó cái cảm giác mà tôi có cũng giống hệt như cái cảm giác cách đây một tuần, là một cái sự cạn kiệt. Bởi vì khi mà tôi đứng trên sân khấu và làm một cái diễn giả, thì ở bên dưới là 300, 400, 500, 800 con người, và họ mong đợi ở tôi một cái năng lượng rất là tích cực. Họ mong đợi thì trong những cái ngày tháng đó, suốt 10 năm lúc mà đứng trên sân khấu, tôi luôn cố gắng làm tròn cái trách nhiệm của mình và gửi gắm cho khán giả một cái hình ảnh, một cái câu chuyện, một cái tinh thần và một thái độ rất là tích cực, rất là lạc quan, và đặc biệt là rất là nhiều năng lượng. Nhưng mà đâu phải con người ta lúc nào cũng như thế các bạn. Thì mình cứ cho đi một hồi, cái xong cái mình hết vốn liếng, đúng không ạ? Mình mệt mỏi, mình bị cạn kiệt. Và cái thứ hai nữa là không những là tôi không có giải bày được cái sự bâng khuâng, hay là thể hiện cái sự hoang mang, hoặc là những cái khoảnh khắc tiêu cực của chính tôi không được phép giải bày nó trên sân khấu. Rồi cái thứ hai nữa là trong suốt 10 năm đó thì tôi lặp đi lặp lại nhiều lần những cái bài giảng về triết lý cuộc sống. Và tôi nói và tôi giảng nhiều lắm. Nhưng mà sau một hồi mình thấy mình bị ngộ độc, bởi vì nó sách vở quá. Và mình cứ suốt ngày nói về kỹ năng, nói về kỹ năng mềm, mình thấy nó khô khan quá. Thì tới cái thời điểm đó sau 10 năm, tôi có một cái mong muốn từ bên trong, là tôi muốn được nói về những chủ đề đa dạng hơn. Tôi muốn được nghiên cứu, mày mò, được thảo luận với các bạn trẻ về những cái chủ đề thực tế gần gũi hơn với đời sống, chứ không phải lúc nào cũng nói về kỹ năng.
Tại vì mình ông thầy dạy kỹ năng thì mình cứ suốt ngày nói về kỹ năng, nhưng mà bao nhiêu cái chủ đề khác về biến đổi khí hậu, về hôn nhân, về tình yêu, đặc biệt là về việc nuôi dạy con cái. Bởi vì cái trải nghiệm trở thành một ông bố là một trải nghiệm thực sự rất là đặc biệt và rất là ý nghĩa đối với tôi. Nhưng mà đi trò chuyện với sinh viên mà sao nói về cái chuyện đó được. Thì cái lý do rất lớn thứ hai mà tôi làm cái kênh YouTube đó là tôi muốn được thể hiện một cái góc khác nữa của bản thân mình. Tôi muốn thể hiện đâu đó cái sự phẫn uất của tôi, cái sự trăn trở của tôi, cái sự hoang mang, bâng khuâng của tôi, cái sự xót xa của tôi. Và dĩ nhiên là tôi cũng muốn được thể hiện những cái nội dung đa dạng hơn, nhiều màu sắc hơn. Và tôi muốn tìm cho mình một cái sự tự do để được chia sẻ với những cái chủ đề nó đa dạng, rộng lớn, những góc nhìn nó linh hoạt hơn. Thì đây là hai cái lý do lớn mà tôi bắt đầu cái kênh YouTube 7 năm về trước, là để cập nhật những cái nhận thức với học trò của mình, học trò cũ của mình, và để được thể hiện nhiều cái màu sắc hơn, nhiều cái góc nhìn, và được chạm tới nhiều cái chủ đề đa dạng hơn trong cuộc sống. Và tôi có được tất cả những điều đó trong suốt cái chặng hành trình 6-7 năm vừa rồi. It's beautiful. Tôi rất là hạnh phúc bởi vì những cái học trò từ xa xưa của tôi, các em nó comment, các em nó nói hay quá anh ơi, em rất cảm ơn anh, em bây giờ em hiểu hơn rất nhiều. Anh có biết không, em đi làm em mới nghiệm lại cái đó anh dạy em 8 năm về trước, em thấy cái này cái này, ngày hôm nay nghe anh chia sẻ lại em thấm thía lắm, em rất là... Thì tôi làm được cái việc đó tôi rất là hạnh phúc, tôi rất là xúc động. Nói mà ngay lúc này tôi nói với các bạn mà tôi muốn rơi nước mắt luôn, bởi vì mình rất là tự hào, mình rất là hạnh phúc vì mình làm tròn được cái trách nhiệm, làm tròn hơn thôi chứ cũng không phải là tròn hoàn toàn, tròn hơn được cái trách nhiệm của một cái người thầy giáo. Tôi rất là xúc động. Và rồi, chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi sẽ bắt đầu đi nghiên cứu, tìm hiểu về đời sống của các bạn LGBT. Rồi tôi đi nghiên cứu sâu về tâm lý và những cái tổn thương tâm lý. Rồi tôi nghiên cứu về sugar daddy, sugar baby. Rồi tôi tìm hiểu về Tinder. Tôi tìm hiểu về đời sống của xã hội đen, của những cái người cho vay nặng lãi, rồi giang hồ. Tôi tìm hiểu về đời sống của những cái người lao động phổ thông. Và cái chặng hành trình để nghiên cứu, mày mò, tìm hiểu và chia sẻ về nhiều cái chủ đề về cuộc sống như vậy thật sự là rất là tuyệt vời. Tôi mới nhận ra là đôi khi cái điều hạnh phúc nhất của một ông thầy là được học, được khám phá, được nghiên cứu, được tìm hiểu và vỡ ra những cái điều rất là đa dạng về cuộc sống. So beautiful. Thì tôi thật sự đã có một cái chặng hành trình rất là ý nghĩa. Và dĩ nhiên trên cái chặng hành trình đó thì tôi cũng không ngờ là hồi đó mình cũng nói cho vui là mình thấy là khá bảnh, có cả triệu, mấy triệu follower, subscriber, thì mình cũng muốn có 1 triệu subscriber. Nhưng mà rồi mình cũng không ngờ là cũng có mấy trăm ngàn, còn cả triệu người yêu thích cái nội dung của mình. Và mình ngay cả bạn của mẹ tôi cũng theo dõi kênh YouTube của tôi và cũng rất là thích thú. Rồi bạn, rồi các thầy cô giáo cũ của tôi ngày xưa cũng theo dõi cái nội dung mà tôi chia sẻ, và các thầy cô cũng động viên tôi rất là nhiều. Thì một cái phần thưởng đi kèm mà tôi không ngờ tới đó là sự nổi tiếng. Và cái sức ảnh hưởng trên không gian mạng. Thì sự nổi tiếng mà các bạn, nó cũng là một điều thú vị lắm. Thì đấy là cái lý do bắt đầu, những cái tôi đã đạt được. Nhưng mà rồi nó cũng có cái giá phải trả. Cái giá đầu tiên đó là, các bạn cũng đoán ra rồi đấy, sự nổi tiếng. Lúc đầu cái cuộc chơi này nó là một cái cuộc phiêu lưu để mình tìm lại cái sự tự do,
Nhưng sau một hồi, cái sự tự do nó càng ngày càng hẹp lại, mà cái áp lực để gìn giữ cái sự nổi tiếng đó nó lại tăng lên. Bởi vì bạn nào mà làm nội dung trên mạng xã hội, đặc biệt là trên các cái kênh như là TikTok hoặc là YouTube, các bạn sẽ biết là các cái hệ thống đó họ có cái cơ chế để họ nhận diện những cái kênh hot, những cái kênh có nhiều người coi, và rồi khi đó họ mới spread, họ mới lan tỏa những cái nội dung của mình cho nhiều người. Tức là họ phải thấy là cái kênh này là cái kênh hot nè, cái kênh này nhiều người quan tâm nè, còn cái nội dung gì thì không quan trọng đối với họ, bởi vì đối với họ là cái thời lượng tiêu thụ thôi ha. Thì cho nên là họ thấy cái kênh này nhiều người quan tâm nè, thì họ sẽ promote, họ sẽ lăn xê cho nó, còn cái kênh này ít người quan tâm quá thôi họ sẽ không có promote đó. Thì tôi bị cuốn vào cái guồng quay đó của cái hệ thống, của cái system, của những cái channel trên mạng xã hội, và bắt đầu phải cạnh tranh để mà mình làm sao để cho YouTube họ xác nhận được là cái kênh Nguyễn Hữu Trí này vẫn là một cái kênh rất là popular, rất là nổi tiếng. Thì cái nỗ lực của cái bản thân tôi và nỗ lực của cả cái ekip nó được đền đáp bằng cái việc mình làm nội dung ra phải có người xem, không ai xem hết thì rõ ràng mình rất là mất tinh thần, đúng không ạ? Chứ còn thật ra thành thật mà nói luôn là các bạn kêu là kiếm được tiền từ YouTube, tôi chả kiếm được bao nhiêu cả. Cái tiền quảng cáo từ YouTube là chắc chỉ để trả được lương cho 1-2 bạn trong cái ekip mà cả gần chục người đấy, cho nên là nó không có giải quyết được vấn đề. Và điều đó dẫn đến một cái áp lực rất lớn, là thay vì tôi có một cái không gian tự do để nói về những chủ đề mà mình yêu thích và tò mò và hứng thú, thì càng dần về sau này tôi bắt đầu sẽ phải nói về những cái chủ đề mà đại chúng quan tâm, những chủ đề hot. Tôi bắt đầu phải nỗ lực làm những cái nội dung mổ xẻ và những cái drama mà thật lòng tôi không mấy quan tâm, nhưng bây giờ cái gì mình cũng phải chọt vô hết. Cái gì mình thấy cái này hot nè anh Trí, cái này anh không thể không nói được nha anh Trí, anh nói về cái kia đi anh Trí, anh bàn tán về cái nọ đi anh Trí. Thế là từ một cái cuộc chơi của sự tự do, tôi dần đánh mất đi cái sự tự do của mình, và tôi bắt đầu cảm thấy là mình phải chọt cái mũi của mình vào và mổ xẻ về đủ các loại sự vụ trong cuộc sống, trong xã hội. Dĩ nhiên là sẽ có những cái chủ đề lúc đầu tôi không quan tâm, nhưng mà tôi nghiên cứu thấy rất là hay. Nhưng mà bên cạnh đó có rất nhiều những cái drama, những cái trào lưu mà tôi cũng cố để nói, nhưng mà trong lòng mình tôi biết là đây không phải là cái thứ mà mình thật sự quan tâm và hứng thú. Ví dụ như những câu chuyện về con mèo của một bạn sinh viên nào đó, câu chuyện của danh hài Minh Béo vi phạm pháp luật, thậm chí là những cái drama của showbiz mình cũng nhảy vô để mình mổ xẻ, thì đó không phải là cái điều mang lại cho mình cái sự hạnh phúc. Và sau một hồi nó biến thành một cái sự nặng nề, một cái áp lực và gánh nặng rất là lớn. Hoặc ví dụ như gần đây nhất đi các bạn, tôi có một cái niềm đam mê rất lớn với điện ảnh, tôi coi phim lắm, và tôi cái môn mà tôi rất yêu thích cái ngày học đại học là cái môn về movie analysis, là môn phân tích về phim. Tôi học cái môn đó tôi thích lắm. Thì nói thật với các bạn là làm cái review về bộ phim Mai, rồi bộ phim Lật Mặt thì tôi vẫn làm, nhưng là nếu như không có cái kênh YouTube này thì tôi không coi những bộ phim đó. Không phải là vì bộ phim nó không có hay, không có thú vị, nhưng đó không phải cái gu của mình. Mà cái gu của tôi là cái bộ phim mà tôi không dám review, bởi vì nghĩ là review ra sẽ không có ai coi hết. Đó là cái bộ phim Muôn Vị Nhân Gian của đạo diễn Trần Anh Hùng. Đây là cái bộ phim mà hai vợ chồng tôi đi coi và thích kinh khủng, say sưa. Coi xong một cái là hai vợ chồng nói anh với em phải dắt nhau đi ăn đồ ăn Pháp thôi. Trời ơi, phim hay quá. Nhưng mà nói về bộ phim đó thì chả ai coi. Cái phim đấy thì nổi tiếng thế giới đấy, nhưng mà Việt Nam chiếu thì cũng không ai ra rạp. Đây là một cái ví dụ đơn giản để chia sẻ với các bạn gần đây, đúng không ạ? Cho nên là tôi
cái sự tự do nó càng ngày nó càng hẹp lại, và cái áp lực, cái gánh nặng và nó lại dâng lên. Cái thứ hai đó là dần về sau, với cái mong đợi của rất nhiều khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, bởi vì những cái khó khăn, những cái trăn trở trong cuộc sống của các bạn nhiều khía cạnh khác nhau, cho nên các bạn mong đợi rất là nhiều những cái bài giảng, những cái lời khuyên của tôi, thì tôi cũng sẵn lòng làm chuyện đó. Cho nên đó là cái lý do mà nhiều người cứ rất là khó chịu khi mà tôi hay xưng anh. Nhưng tôi cũng cố giải thích nhiều lần là bởi vì gần 20 năm đi dạy, tôi luôn xưng với học viên của tôi là anh em, cho nó gần gũi, chân tình. Và cái sứ mạng của tôi khi làm cái kênh này là để cho học trò của tôi, đó là đầu tiên. Rồi sau này tôi cũng cố gắng chia sẻ, dạy bảo một cái gì đó cho nhiều bạn trẻ, mặc dù họ cũng chẳng đóng học phí nào, họ không phải học trò của tôi, bởi vì họ không có đi học với tôi, nhưng mà mình cứ thấy người ta cần thì mình cố mình giúp, và mình cứ làm một cái, đóng một cái vai của một ông thầy. Thì sau một hồi nó cũng trở nên nặng nề, bởi vì các bạn có biết không, bất cứ một cái nội dung nào, tại vì tôi nghĩ mình là một ông thầy và tôi cố làm một ông thầy, cho nên là bất cứ một cái nội dung nào tôi làm, ông thầy mà, cho nên là luôn phải có những cái giải pháp, luôn phải có những cái phương hướng tháo gỡ, luôn phải kết lại nó một cách lạc quan hơn, hopeful hơn, có nhiều hy vọng hơn. Và cái việc đó cũng không có gì sai hết. Nhưng thật tình nè các bạn, đâu phải lúc nào tôi cũng hopeful đâu. Nhưng tôi vẫn cứ phải tỏ ra hopeful, và đâu phải lúc nào tôi cũng có câu trả lời đâu. Có những cái sự việc mà làm cho tôi xót xa và tôi cảm thấy bế tắc khủng khiếp, và tôi không thể nhìn ra câu trả lời triệt để và lâu dài. Ví dụ như là cái sự việc về cái khủng hoảng và biến đổi khí hậu, hoặc là cái hạn hán, hoặc là cái đời sống rất là bế tắc của những cái người nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Tôi đi thực tế, tôi xót xa và tôi mất ăn mất ngủ cả mấy ngày liền. Nhưng tôi không thể và tôi không cho phép mình mang lên trên cái video clip một cái phiên bản của thầy Quéo là một người hoang mang và bi quan được. Thì tôi gồng lên, và cái việc đó về lâu dài nó làm cho tôi rất là kiệt sức. Còn cái người mà phải chịu tất cả những cái hậu đó, đúng không, cái sự hoang mang, cái sự trăn trở, cái sự lo lắng, cái sự tuyệt vọng đó của tôi, thì lại là người thân của tôi, lại là vợ của tôi, lại là đồng nghiệp của tôi. Cho nên nó gây ra một cái sự cạn kiệt. Again, cho nên cái câu trả lời 7 năm về trước thì sau 7 năm nó không còn cho mang lại cho tôi cái sự tự do đó nữa, về mặt nội dung, quan điểm, về mặt cảm xúc, tinh thần. Thì đối với tôi không biết, có thể là nhiều người nói là chỉ cần cái nội dung của anh nó có tính giải trí, nó vui là được. Nhưng mà tôi không phải là một cái diễn viên giải trí, tôi không phải là một nghệ sĩ, tôi là một con người mong muốn được tìm lại và thể hiện một cái gì đó chân thật của chính tôi, một cái gì đó tròn trịa hơn, một cái gì đó con người hơn của chính tôi, chứ không chỉ là một ông thầy. Cho nên đến một ngày đó nó biến thành một sự thất bại. Vì vậy tôi mới mạo muội chia sẻ cái này, đặc biệt với những cái khán giả mà rất là quý mến tôi và đã đồng hành với tôi trong một chặng thời gian dài. Thì tôi sẽ ngừng lại. Cái việc gồng và luôn cố đóng vai trò của một ông thầy
để luôn có những cái giải pháp, luôn có cái thái độ lạc quan và hy vọng. Tôi sẽ ngừng lại. Cái việc cố để đáp ứng tất cả những cái thị hiếu của công chúng và làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng mà tôi sẽ tiếp tục, bởi vì cái chặng hành trình 7 năm vừa rồi, bản thân tôi thấy mình học được rất là nhiều và trưởng thành rất là nhiều, cho nên tôi sẽ vẫn tiếp tục làm những cái nội dung chia sẻ những cái trải nghiệm của tôi, những cái góc nhìn, những cái quan điểm đa chiều của tôi. Chỉ là hai thứ tôi cam kết với các bạn và cũng mong các bạn mở lòng để đón nhận nó. Thứ nhất đó là tôi sẽ chia sẻ những chủ đề mà tôi thật sự hứng thú và tâm huyết, thậm chí trăn trở và xót xa. Thứ hai đó là tôi sẽ chia sẻ những cái tình cảm của tôi một cách tròn trịa hơn và chân thật hơn. Cả cái khía cạnh lạc quan, bởi vì thật ra tôi vẫn là một người rất là lạc quan, vợ tôi luôn nói thế. Tại vợ tôi là cái người làm về rủi ro mà, cho nên thấy cái lão chồng này lạc quan quá. Thì tôi sẽ vẫn chia sẻ cái góc nhìn lạc quan, nhưng tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn những cái khoảnh khắc bi quan của tôi. Tôi sẽ vẫn chia sẻ cái sự bình an, cái tình thương, cái tâm huyết, nhưng tôi cũng sẽ mong các bạn đón nhận những cái khoảnh khắc tuyệt vọng, những cái khoảnh khắc bức xúc, xót xa, thậm chí dark trong tâm hồn của tôi. Bởi vì dẫu gì nó cũng là một phần rất là con người của chính tôi. Thì còn nếu các bạn không thích điều đó thì tôi cũng không có ý định che giấu để cố giữ cái sự yêu thích của các bạn, có được không ạ? Cho nên có thể các bạn cũng đã nhìn thấy là ngày hôm nay tôi bắt đầu thay đổi cách xưng hô, sẽ không phải là một anh Trí để dạy như mọi khi, xin được xưng hô là tôi, bởi vì sẽ là một Nguyễn Hữu Trí một cách đầy đủ với tất cả những cái quan điểm, cái cảm xúc, cái tính cách và con người tròn trịa của chính mình, chứ không chỉ là một ông thầy hay là một cái người đàn anh chỉ bảo, dẫn dắt, dạy dỗ nữa. Và cái gì cũng phải có mục tiêu, cũng phải có một cái cam kết. Cho nên làm cái video clip này là để hứa và cam kết với bản thân và với các bạn là từ giờ đến cuối năm, đâu đó khoảng 5-6 tháng sắp tới, nếu bản thân tôi không vượt qua được cái sự sợ hãi, cái sự lo lắng để tìm lại và thể hiện được một cái sự chân thật và tròn trịa của chính mình, thì tôi sẽ chia tay các bạn. Và tôi sẽ không làm cái việc mà nó gây tổn hại cho tôi và không trọn vẹn với bản thân tôi nữa. Bởi vì suy cho cùng, tôi phải có trách nhiệm với cái người quan trọng nhất trên cuộc đời này đối với tôi, đó chính là bản thân mình. Thì đó cũng là một cái chia sẻ chân tình. Mong là các bạn hiểu, cảm thông được và quý mến được, thì chúng ta đồng hành cùng với nhau. Còn nếu không thì tôi cũng không dám làm phiền các bạn và thời gian của các bạn trong những ngày tháng sắp tới. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái chia sẻ này của tôi. Thank you.